Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn ảnh vào trong Word và các thao tác với ảnh sau khi chèn. Rồi, ví dụ như ở đây, tôi muốn là chèn một hình ảnh và vị trí này của văn bản thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ vào tab Insert này. Tiếp theo, tôi sẽ chọn vào một Picture. Sau đó tôi sẽ chọn vào ZRV nha. Rồi, tiếp theo, tôi sẽ chọn vào hình ảnh mà tôi muốn chèn. Ví dụ như đây, tôi muốn là chèn hình ảnh hoa hồng vào trong Word thì tôi sẽ chọn vào hình ảnh hoa hồng này. Sau đó tôi sẽ chọn vào Insert. Đó, thì lập tức hình ảnh nó sẽ được chèn vào trong Word. Và cách thứ hai để chèn ảnh vào trong Word này. Bây giờ tôi sẽ xóa hình ảnh này đi, chọn vào hình ảnh này, bấm phím Delete. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh này, bấm tổ phím Ctrl C. Tiếp theo, vào trong Word, chọn vào vị trí mà các bạn muốn chèn ảnh. Sau đó chúng ta sẽ bấm tập phím Ctrl V nha. Đó, thì lúc này á, hình ảnh nó sẽ được chèn vào. Rồi, hình ảnh sau khi được chèn vào á, nếu mà nó có kích thước lớn quá, các bạn có thể là thu nhỏ nó lại. Hoặc là nó có kích thước nhỏ quá, các bạn có thể là phóng to ra. Thì ở đây này, để thu nhỏ hoặc là phóng to ảnh, các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh này. Đó, khi các bạn chọn vào hình ảnh, thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện 4 chấm tròn ở 4 góc. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ rê chuột vào một chấm tròn ở một góc bất kỳ. Khi nào mũi tên chỉ về hai hướng á, các bạn giữ chuột trái, kéo thu nhỏ lại. Đó, hoặc là bạn có thể là kéo phóng to ra này. Đó, tùy các bạn nha. Đó, bây giờ tôi sẽ thu nhỏ lại đúng kích thước mà tôi mong muốn rồi, thì tôi sẽ bấm chuột ra chỗ khác. Đó, thì lúc này nó sẽ thay đổi kích thước nha. Đó là hai cách để chèn hình ảnh vào trong Word. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các thao tác với ảnh sau khi chèn. Rồi, sau khi chèn ảnh vào trong Word rồi, bây giờ các bạn chúng ta muốn là tạo khung cho ảnh thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào ảnh này. Sau đó các bạn vào tab Format nha. Tiếp theo ở đây, trong nhóm là Picture Style này, nó có các mẫu khung sẵn này. Đó, các bạn thích chèn khung thì chúng ta chọn vào khung nha. Đó, thấy không? Cực đẹp luôn. Còn không thích chèn không thì thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách di chuyển ảnh này. Các bạn chọn vào ảnh mà các bạn muốn di chuyển này. Sau đó các bạn chúng ta sẽ vào tab Format. Tiếp theo, ở mục Wrap Text có mũi tên chỉ xuống này, các bạn chọn vào. Rồi, ở tuyển chọn đầu tiên, Inline with Text, tức là nó coi hình ảnh giống như một ký tự, như là chữ L, chữ Y á. Đó, nó coi là một ký tự. Còn Square này, đó, thì khi các bạn kéo ảnh tới đâu thì chữ nó sẽ dạt ra bao quanh hình ảnh là hình vuông này. Đó, tip nó cũng tương tự như square, draw cũng vậy nha. Còn top and bottom tức là nó sẽ đẩy chữ lên trên hoặc là xuống dưới. Đó, khi tôi rê ảnh tới đâu thì nó sẽ đẩy chữ lên trên hoặc xuống dưới nha. Rồi, nếu mà bạn chạm vào P2 test tức là hình ảnh nó sẽ nằm dưới chữ. Còn in font text thì hình ảnh nó sẽ nằm trên chữ nha. Đó, tùy vào trường hợp. Đó, nếu như bạn muốn chèn theo ảnh thì kiểu này thì các bạn chọn nha. Đó, hoặc là chèn ảnh trên dưới thì chúng ta sẽ chọn là top and bottom này. Đó. Rồi, nếu như các bạn muốn xoay ảnh này, chọn vào ảnh này, nó sẽ xuất hiện cái mũi tên xoay ngược này, các bạn có thể là xoay hình ảnh này. Đó, xoay theo hướng nào mà bạn muốn. Đó, di chuyển tới vị trí nào mà bạn muốn. Rồi, chọn vào Throw. Đó, nó sẽ di chuyển này. Đó, chữ tới đâu thì nó sẽ dạt qua đó. Xin lỗi, hình ảnh tới đâu thì chữ sẽ dạt qua đó. Rồi, ở đây này, ví dụ như đây, tôi muốn là kéo ảnh tới đây nhưng mà chữ nó xuống dưới cho nó không có dạt như thế này, thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này. Các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào ảnh này, chọn vào Size and Position. Tiếp theo chọn vào tab là Text Wrapping này. Rồi, bình thường á, khi các bạn kéo hình ảnh tới đâu chữ nó sẽ dạt ra từ đó nha, nó dạt đều hai bên này, Bot Size này. Còn chỉ dạt ở bên trái thôi, chọn Left Only này, OK này. Đó, nó chỉ dạt qua trái mà thôi. Còn nó dạt qua phải
thì các bạn chúng ta sẽ chọn là run lên, đó, nó chỉ dạt có phải thôi, đó, chứ nó không dạt đều hai bên như lúc nãy nữa. Đó, tùy thuộc vào mục đích của các bạn nha. Thì thông thường ở đây á, chọn là bot size này, đó, để chữ dồn. Rồi, thông thường thì tôi sẽ tạo khung này, thì nó sẽ đẹp hơn là các bạn chúng ta không tạo khung nha. Đây tôi sẽ để khung này, đó, rất là đẹp. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chèn ảnh vào Word và các thao tác với ảnh sau khi chèn. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.